Yo, chúng mình em đã quay trở lại kênh YouTube của Viettel Store TV. Và nếu như mà để xét dựa trên những phân khúc khác nhau thì chúng ta sẽ chia ra thành 4 phân khúc. Đấy là tầm trung, cận cao cấp, cao cấp cũng như là giá rẻ. Vậy thì có một câu hỏi được đặt ra ở đây, một câu hỏi muôn thuở. Đấy là giữa một chiếc máy cận cao cấp và một chiếc máy tầm trung thì chúng ta nên lựa chọn chiếc máy nào? Câu hỏi này giống như kiểu một câu hỏi đấy là chúng ta nên lựa chọn một chiếc máy tầm trung mới hay là một chiếc flagship cũ nhỉ? Vậy thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ đem lên bàn cân hai chiếc máy tới từ thương hiệu rất lớn là Samsung. Cụ thể đấy là chiếc Samsung Galaxy A51, một chiếc máy mà khi được ra mắt nó được định giá dao động trong khoảng trên 8 triệu đồng, tức là một chiếc máy cận cao cấp, và chiếc Samsung Galaxy A32, một chiếc máy mà mình chưa được phép leak giá thời điểm bây giờ. Vậy thì cụ thể những cái thông số và những cái trải nghiệm thực tế ở trên hai chiếc máy này như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu video, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thứ mà khiến cho chiếc Galaxy A51 luôn được đánh giá cao ở thời điểm mà máy được ra mắt. Đấy chính là về mặt thiết kế. Cụ thể thì Galaxy A51 đem đến cho chúng ta một ngôn ngữ thiết kế nhìn trông rất đẹp mắt ở đây, với phần module camera hình chữ L, một đặc trưng ở thời điểm năm 2020 của nhà Samsung, đã từng được xuất hiện ở trên rất nhiều những chiếc máy. Và có một trong những lưu ý nữa, đấy là ở trên Galaxy A51 chúng ta sẽ có những cái đường chuyển khối. Đây, mình sẽ chiếu cho anh em xem. Chúng ta sẽ có những cái vùng hình chữ nhật ở đây, chính xác hơn là vùng tam giác, nhìn nó sẽ thực sự rất đẹp mắt. Nó sẽ phân chia đều ra thành từng dải màu, có những cái khối rất là đậm, có những cái khối nó rất là nhạt. Nhìn máy sẽ đem đến cho chúng ta cái sự gọi là nhìn nó thực sự rất thích mắt, rất sexy. Còn nếu như mà để xét với chiếc Galaxy A32 thì đây là một chiếc máy cũng vẫn rất đẹp, nhưng nó lại đẹp theo một kiểu khác. Đấy là Galaxy A32 lại có cho chúng ta một ngôn ngữ thiết kế liền mạch, và theo như một số reviewer ở thời điểm hiện tại gọi theo một ngôn ngữ châm biếm hơn thì đó là ngôn ngữ trần trụi. Và chúng ta sẽ có một chiếc máy không có bất kỳ một cái phần bảo vệ camera nào cả, chỉ có đây, đấy là duy nhất ống kính mà thôi. Và khi mà chúng ta xét dựa trên cái việc đấy là xét cái độ liền mạch thì nhìn máy nó sẽ có một cái sự nào đấy nhìn trông thích mắt hơn, tại vì cái phần màu sắc ở trên chiếc máy này bây giờ nó đã luồn được vào sâu bên trong phần module camera, nhìn nó sẽ có một cái sự gì đấy rất đẹp. Và ngay cả cái phiên bản màu sắc ở trên chiếc máy này thôi, nhìn nó cũng có một cái sự gì đấy đó, như anh em có thể nhìn thấy, nó không hề có cho chúng ta cái hiệu ứng chuyển màu, nó không hề có bất kỳ một cái khối phản quang nào. Nó sẽ trở nên nam tính hơn và nó phù hợp hơn đối với một số các đối tượng khác nhau. Aman vừa mới nói đến bo cong thì bây giờ cùng nhau tìm hiểu xem hai chiếc máy này đem đến cho chúng ta cảm giác cầm nắm thế nào. Galaxy A51 đem đến cho mình cảm giác cầm nắm ôm tay hơn, vì chiếc máy này thực sự trọng lượng của máy nó sẽ nhẹ hơn. Và xét dựa trên những cái trải nghiệm sử dụng thực tế thì với một chiếc máy được bo cong mạnh như này thì Galaxy A51 lại khiến cho mình có được một cái sự gì đấy hoài niệm ở thời điểm trước đấy. Nó đã từng xuất hiện ở trên rất nhiều những cái chiếc máy cũ, những cái chiếc máy như kiểu là Samsung Galaxy Note hay Galaxy S, mặc dù chất liệu thiết kế của nó thì không giống nhau, tại vì ở thời điểm trước đấy những chiếc máy đấy đa phần được hoàn thiện hai mặt kính hết rồi. Còn đối với Galaxy A32 thì chúng ta sẽ có một ngôn ngữ thiết kế nó thuần hơn, nó giống so với ngôn ngữ thiết kế ở trên chiếc Samsung Galaxy S21 Plus. Mình không nói ở đây đấy là phần module camera, mà mình muốn nói ở đây đấy là cái cảm giác cầm nắm nó sẽ na ná giống so với chiếc Galaxy S21 Plus, và cầm nó sẽ có một cái cảm giác gì đấy rất flagship, hoàn thiện của máy cũng rất tốt, không hề xảy ra tự bị off app. Còn đối với chiếc Galaxy A51, do dấu hiệu của thời gian thì chiếc máy của Viettel Store TV ở thời điểm hiện tại nó đã đem đến cho mình cái cảm giác bấm nó hơi lung lay, cái phần phím nó hơi long một chút. Thế nên là thực ra thì cái này mà nói của bên tại người thôi, tại chúng mình dùng cũng không giữ máy, thế nên là nó mới xảy ra hiện tượng như thế này. Còn nếu mà để đảm bảo về vấn đề độ bền thì ở thời điểm trước đấy mình đã từng test cái độ bền ở trên chiếc Galaxy A51 rồi, độ bền ở trên chiếc máy này cũng khá chất lượng. Thế nên anh em thấy sao thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Lật sang mặt trước thì có một trong những điểm được cho là một sự thua thiệt so với chiếc Galaxy A32, đấy chính là về phần kiểu thiết kế màn hình. Chúng ta sẽ có kiểu thiết kế màn hình giọt nước ở trên chiếc máy này, còn đây là màn hình đục lỗ. Hơi khó hiểu một chút khi mà chiếc Samsung Galaxy A32 nó có mức giá cao, và đến thời điểm hiện tại mặt bằng chung những chiếc máy ở trong phân khúc này thì đều sử dụng màn hình đục lỗ, còn Galaxy A32 thì vẫn khá trung thành với màn hình Infinity V. Còn đối với chiếc Galaxy A51 thì phần viền màn hình của máy, đây mình sẽ giải thích cho anh em biết tại sao chiếc máy này có sức hút ở trong phân khúc. Phần viền màn hình của máy thực sự rất mỏng, đem đến cho chúng ta trải nghiệm hiển thị rất tốt. Màn hình đục lỗ nó cũng rất nhỏ so với mặt bằng chung những đối thủ khác, kể cả khi bây giờ mức giá của nó đang giảm xuống. Thế nên mình cảm thấy rằng Galaxy A51 nếu như mà để xét về trải nghiệm hiển thị, nó sẽ đem đến cho chúng ta khả năng hiển thị tốt hơn. Và điểm qua đôi chút về thông số thì Galaxy A51 sẽ được trang bị một màn hình với kích thước đấy là 6.5 inch. Độ phân giải của máy sẽ là độ phân giải màn hình Full HD cộng, và tấm nền mà máy sử dụng ở đây sẽ là tấm nền Super AMOLED. Và xét dựa trên những trải nghiệm hiển thị thực tế thì màn hình ở trên Galaxy A51 đem đến cho chúng ta độ nổi khối rất tốt, độ tương phản cao và độ sáng khi mà hiển thị ngoài trời. Ở môi trường ngoài trời này thì độ sáng của nó ở mức độ trung bình khá. Nếu như mà để xét dựa trên một hệ quy chiếu của mình, tại vì mình có ém cả những chiếc flagship vào, thế nên mình mới nói như vậy. Còn nếu như mà ở trong phân khúc này thì đây là một màn hình độ sáng rất tốt, hiển thị ngoài trời vẫn khá là ổn. Còn đối với chiếc Galaxy A32 thì màn hình của máy sẽ chỉ là màn hình TFT mà thôi, độ phân giải HD cộng, cùng với đấy kích thước màn hình của máy sẽ là 6.5 inch. Khi mà xét dựa trên những trải nghiệm hiển thị thực tế thì đây mình sẽ lại một lần nữa minh chứng cho anh em xem, dưới cái điều kiện nắng như này mình kéo mắc độ sáng lên và nhìn nó vẫn rất lóa, thế nên nó sẽ là một trong những hạn chế và nhìn nó cũng rất khó nhìn. Hạn chế của màn hình TFT từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, độ sáng không cao, cùng với đấy góc
góc nhìn của nó thì không thực sự chất lượng. Và Galaxy A32 5G thể hiện đúng điều này luôn. Tiếp theo, hệ thống camera. Editor sẽ trả này cho anh em. Mình sẽ không đề cập đến quá nhiều mặt thông số. Nếu như không thì nó sẽ là một cái bài gần giống như kiểu trên tay nhanh rồi. Bây giờ đi sâu hơn vào trong tính năng thì Galaxy A32 5G không có quá nhiều tính năng. Chúng ta sẽ chỉ có những cái tính năng được cho là cơ bản ở trên mặt bằng chung những chiếc máy khác của nhà Samsung thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sang chiếc Galaxy A51. Đây sẽ là một trong những cái sự khác biệt được cho là khác biệt to lớn, khi mà chúng ta sẽ có khá nhiều tính năng. Và một trong những tính năng đấy là tính năng độc quyền đã từng được xuất hiện ở trên những chiếc máy thuộc series Galaxy S, tính năng chụp một chạm. Mình tin chắc chắn rằng rất nhiều anh em khi mà nghe đến tính năng này thì anh em sẽ nhớ rằng ở thời điểm trước đấy Samsung đã quảng bá rất nhiều cho tính năng này. Còn về thuật toán xử lý hình ảnh thì Galaxy A51 chụp ảnh cho ra nó cũng khá chất lượng, khi mà đây, màu sắc cho ra nó sẽ có một cái gì đấy nịnh mắt, nó sẽ rất rực rỡ. Thực ra đây là bản chất của tấm nền hiển thị. Khi mà chúng ta vứt sang một màn hình khác thì nhìn nó sẽ khác một chút, nhưng mà thực ra thì thuật toán xử lý chung mà, mình sẽ không đề cập đến quá nhiều cái này. Còn đối với chiếc Galaxy A32 5G thì ảnh cho ra cái mức độ sáng của nó sẽ cao hơn. Cái thuật toán xử lý hình ảnh mình nhìn thấy có một cái sự gì đấy nó cũng sẽ có được cái sự nó trung thực hơn một chút. Nhưng mà thực ra cái này tùy thuộc vào anh em thích thế nào thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Tiếp theo, xét về một ưu thế lớn nhất ở trên chiếc Galaxy A32 5G, hiệu năng. Đúng vậy, Dimensity 720 5G, mình đã từng nói rất nhiều với mức hiệu năng trên giá thành ở trên chiếc máy này rồi, đem đến cho chúng ta khả năng sử dụng rất tốt. Và đây là điểm số AnTuTu của nó. Điểm số AnTuTu gần như là ngang bằng so với con chip Snapdragon 720G. Thực chất ra thì nó đã nói lên tất cả so với cái mức hiệu năng này rồi. Nhưng mà có một trong những cái hạn chế trên chiếc máy này, chính xác hơn là hạn chế mặt bằng chung so với những chiếc máy được trang bị con chip Dimensity 720, đấy là GPU ở trên những chiếc máy MediaTek thì chưa bao giờ được đánh giá cao và nó không quá ổn định. Còn đối với chiếc Galaxy A51 thì chúng ta sẽ được trang bị con chip Exynos 9611. Mình không chê con chip này, nó vẫn sử dụng hoàn toàn thoải mái dưới những cái tác vụ hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà nếu như mà để xét dựa trên những trải nghiệm sử dụng mà chúng ta cần những cái tựa game nặng thì mình thấy rằng chiếc máy này không hoàn toàn đủ đô để có thể phục vụ cho chúng ta ở thời điểm hiện tại nữa. Về giao diện phần mềm thì cả hai chiếc máy này tất nhiên rồi, nó đều chạy giao diện One UI mà thôi. Galaxy A51 thì sẽ có phiên bản update ở trong khoảng thời gian tới, còn Galaxy A52 thì đang được chạy trên phiên bản Android 10. Đây là chiếc máy demo của chúng mình. Nếu như trong khoảng thời gian sắp tới thì mình tin chắc chắn rằng chiếc máy này sẽ được chạy phiên bản Android 11. Sử dụng thì One UI mà, sử dụng có nhiều tùy biến, sử dụng rất thoải mái, nó đem đến cho chúng ta cái sự mượt mà nhất định. Nhưng có một trong những cái hạn chế ở đây, đấy là vấn đề liên quan đến tối ưu. Do quá nhiều tùy biến sử dụng nó như thế, thế nên trong một số trường hợp sử dụng nó sẽ hơi giật lag một chút. Đó sẽ là một lưu ý của mình. Cuối cùng về pin, 5000 mAh, 4000 mAh, chắc chắn rằng anh em sẽ biết rằng chiếc máy nào đem đến thời lượng on-screen tốt hơn. Nhưng mình muốn nói ở đây đấy là sử dụng trong môi trường 4G, khi mà Galaxy A32 5G thì sẽ hỗ trợ mạng 5G. Và nếu như mà dựa trên những cái trải nghiệm, những cái con số tính toán thực tế thì 5G nó sẽ rất muốn pin ở thời điểm hiện tại, cũng như là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc là sử dụng. Thì Galaxy A32 5G mình nghĩ rằng nó sẽ có thời lượng on-screen tốt hơn chỉ khoảng 20-30% nếu như mà sử dụng mạng 5G kết hợp. Còn đối với chiếc Galaxy A51 thì mình thấy rằng chiếc máy này vẫn có thể sử dụng thoải mái trong khoảng thời gian 3/4 ngày. Nghe thì nó như vậy thôi. Còn về sạc, Galaxy A32 5G thì sẽ được trang bị sạc nhanh 15W. Còn đối với chiếc Galaxy A51 chúng ta sẽ có sạc nhanh 18W. Đã có chênh lệch ở đây và tốc độ sạc của A51 chắc chắn sẽ hơn A52. Thế nên mình thấy rằng đây là một chiếc máy có được cho chúng ta những trải nghiệm sử dụng hoàn toàn tốt liên quan đến mặt pin. Khi mà mặc dù có thua thiệt nhưng mà tốc độ sạc của nó nhanh hơn, sử dụng nó cũng sẽ liền mạch hơn. Rồi, như vậy là mình đã cùng với anh em đi làm một bài so sánh nhanh giữa chiếc Samsung Galaxy A32 5G và chiếc Samsung Galaxy A51. À không, đây không phải, đây là S21 Ultra. Vậy thì dựa trên những trải nghiệm thực tế thì mình thấy rằng hai chiếc máy này có những cái sự bù trừ cho nhau. Với một chiếc máy chúng ta có một hiệu năng mạnh mẽ hơn, nhưng những trải nghiệm liên quan đến màn hình của nó thì có sự thua thiệt. Còn đối với một chiếc máy thì chúng ta lại có một thiết kế đẹp, một màn hình chất lượng, nhưng hiệu năng của nó thì sẽ rất đuối ở thời điểm hiện tại. Vậy thì anh em thấy sao và anh em sẽ lựa chọn chiếc máy nào? Nếu như được đặt lên bàn cân thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như nhớ subscribe kênh YouTube của Viettel Store TV, nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.